Chào buổi sáng tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Fishing Vlog. Thì ngày hôm nay anh em mình đi câu cá ở bán đảo Sơn Trà. Khu vực này cách Mũi Nghe khoảng 500m về hướng chùa Linh Ứng. Thì sáng nay anh em mình đi có 10 người, chia thành hai tốp, mình và anh Đức và một anh nữa thì đóng đồ ở đây. Còn trên kia có 7 anh em đang đứng ở mũi. Nhân dịp cuối tuần thì kính chúc mọi người có những ngày nghỉ thật ý nghĩa. Nãy giờ thì mình ra được một cần rồi. Hôm nay thì mình có mang theo một cây cần lu. Sẽ có cá lớn để quay cho mọi người xem. Lanh hòn đây, lanh hòn mọi người ơi, một cái mót rặn. Anh Đức mới lên con bú quả mới đẻ ấy. Mới đẻ hù ơi, phóng sinh gấp, nghĩ là con cá nó ăn được cái lưỡi kênh này. Rồi thả cá thôi. Đâu kiểu này chắc chắn rồi chứ sống gì nổi nữa. Đây, qua đây. Tới chân đây. Rồi thả cá anh em ơi. Ở đây có một con mồi đây nghe mọi người. Đây là một con cúm núm. Nấp rất là kỹ. Lên hòn anh em ơi. Có ăn học đếm. Chúc mừng ông anh. Con thứ mấy rồi? Con thứ mấy rồi? Con đầu tiên. Con đầu tiên à? Có ngày nay ăn chậm ghê. Tình hình là ngồi mũi gió quá, anh em di chuyển hết xuống phía này nghe mọi người. Đi câu tự nhiên thì nó hay xui lắm. Bây giờ khoảng là 1 giờ chiều rồi. Ở ngoài Mũi Nghe sóng gió to quá, mình không câu được nên một mình chạy về phía trong khu vực chùa Linh Ứng, ra mấy cái mỏm đá này để câu cá giò, cá vặt. Ở đây có mấy anh em cũng ra rồi, có bạn Út ra trước rồi.
Mấy anh em đi với mình lúc sáng thì vẫn còn ở Mũi Nghe, các ảnh chắc đánh tới tối, chờ nước êm. Đó, bạn Út đang chuẩn bị đang chuẩn bị thang để đi qua cái hòn đá bên kia. Ở trong này cũng gió ghê lắm. Câu đây là mình câu bằng con rút tép đây nha mọi người. Lưỡi Ryobi số 7 nha. Cần của mình là cần 6m3 cần tay. Đây ngàn này nghe mọi người. Đây. Đây là cá mó nha mọi người. À cá mốm. Đây là cá mốm nha mọi người. Ru nữa nghe mọi người. Qua lửa đuối luôn á. Đấy. Qua lửa đuối luôn á. Đây biển mày. Con to của mày. Cái gì đây? Một con cá rất là lạ nha mọi người. Cá đẹp luôn. Tự biết con cá này con cá gì không? Chắc cũng là lượt có mó chứ vậy. Đây con Muga siêu mini nha mọi người. Đúng là câu cá vạc. Thôi con này thì phóng sinh nha. Rồi. Thả nha. Tiếp tục lên con muối hoài mọi người. Muối siêu mini luôn. Trong bờ này cá nhỏ quá. Rồi phong sinh tiếp nha mọi người. Bye bye. Bye bye em. Ủa bên kia có ông anh lên cá hành to mọi người. Để mình chạy qua mình quay cho mọi người xem nha. Xong được không để em xúc cho. Xúc được không để em xúc cho. Wow hay quá đi. Wow con cá hành này cả ký lô luôn á. Vô cả ký lô chú ơi. Ê ừ con này cũng ký máy. Trời phê người ơi. Cũng khiếp thì cũng to hơn chiếc dép luôn mà. Wow trời ơi cũng khiếp thiệt. Chú cao mỗi giờ
9 giờ rồi, mấy con rồi? Tiền người là cái gì nữa? Khủng khiếp quá mọi người ơi. Đây có anh ăn lưỡi dính bụng đi. Dính bụng mà không xích. Con quay cái lần kỷ niệm nữa nè. Kinh khủng. Từ 9 giờ đến bây giờ khoảng là 3 giờ chiều của ông chú đây. Khủng khiếp thiệt. Đào cani thì chúng quá sát thủ rồi. Tiếp tục lên mà em có liệt nha mọi người. Liệt đây. Dạ anh em câu chung đã về hết rồi, chỉ còn một ông chú câu ISO ở lại thôi. Thì mình cũng xin phép về kết thúc video tại đây. Mọi người cùng xem lại con cá to của ông chú nè. Nếu mọi người xem video thấy hay thì tiếp tục đăng ký ủng hộ giúp mình. Xin chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều.